Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tết Nguyên Đán là thời gian mà nhu cầu tiêu dùng sử dụng các dịch vụ tăng cao. Đây cũng là dịp để nhiều người tìm cách kiếm thêm tiền để chuẩn bị cho kỳ nghỉ này. Trong số đó, nghề hút bạc chỉ trong vài ngày phải kể đến giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Cứ đến Tết Nguyên Đán, nhu cầu vệ sinh tân trang nhà cửa lại rộn ràng. Bất chấp giá tăng từng ngày, nhiều khách hàng muốn thuê người dọn dẹp nhà cửa vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi. Thời điểm cận Tết là mùa cao điểm nhất và cũng mang lại nguồn thu nhập tốt nhất cho những người làm vệ sinh nhà cửa. Theo ghi nhận, vào thời điểm này, hầu như ai cũng phải chạy xô từ sáng sớm đến tối muộn. Thời điểm này, mỗi ngày, các công ty dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, văn phòng đều nhận được hàng chục cuộc điện thoại đăng ký dọn dẹp nhà cửa. Khảo sát giá các công ty cho thuê giúp việc, chi phí phải trả cho người giúp việc dịp Tết còn phụ thuộc vào khối lượng công việc nặng hay nhẹ của nhân viên, số giờ và số ngày thuê trong tuần của khách hàng. Theo một trung tâm giới thiệu giúp việc ở Hà Nội, từ 28 đến mùng 6 âm lịch, có 300 người lao động nhận việc làm xuyên Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi. Giá giúp việc ngày Tết đã tăng gấp đôi, lên 100.000 đến 120.000 đồng một giờ. Nếu làm việc 8 tiếng, mỗi người giúp việc có thu nhập khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng một ngày. Thu nhập có thể tăng thêm nếu chủ nhà muốn người giúp việc ở lại nhà. Một người giúp việc chia sẻ, tranh thủ chạy xô dọn dẹp cho một gia đình để tăng thu nhập. Từ sáng đến chiều, chị chạy dọn được 3 nhà trong cùng khu chung cư, kiếm được khoảng 1 triệu đồng nếu làm thông trưa. Kiếm hơn chục triệu trong những ngày sát Tết, nhưng chị lành không mấy vui vì phải xa gia đình dịp này. Khi mọi người quây tụ bên gia đình thì mình lại đi làm. Thôi đành nghỉ, Tết muộn vậy. Chị ngậm ngùi và cho biết sẽ về quê nghỉ ngơi vài ngày sau Tết. Quản lý một công ty dịch vụ giúp việc ở Hà Nội cho biết nhu cầu thuê giúp việc thời vụ dịp Tết ở Hà Nội vẫn có. Tuy nhiên, chững hơn so với một vài năm trước do kinh tế khó khăn. Thông thường, những khách quen năm nào cũng thuê người giúp việc sẽ đặt trước cả tháng. Đúng ngày, đúng giờ sẽ có người đến nhận việc. Thực tế, rất ít người sát ngày mới thuê. Mức chi phí trung bình của đơn vị này là 500.000 đồng đến 800.000 đồng một ngày, nuôi ăn, ở, đối với người giúp việc tại nhà, dọn dẹp, nấu ăn. Và mức thấp 400 đến 500.000 đồng một ngày nếu làm bưng bê nhà hàng. Mức giá trên có thể cao hơn nếu những chủ nhà yêu cầu cao như làm nghề nấu ăn ngon. Như vậy, đi làm 10 ngày, người lao động có thể kiếm được từ 5 đến 8 triệu đồng. Mức chi phí năm nay đã thấp hơn nhiều. Ở một vài năm trước, mức cao nhất lên tới 1 triệu 500.000 đồng một ngày. Mức giá giảm, nhưng theo đánh giá, cung hiện tại vẫn nhiều hơn cầu. Nhiều người là công nhân, khi đã được nghỉ Tết, muốn kiếm thêm thu nhập thì xin đi làm thời vụ. Vậy nhưng do đăng ký muộn nên hiện tại cơ hội việc làm cũng chỉ tầm 50-50. May mắn thì có đơn đi làm, không thì quay về. Những ngày cận Tết Nguyên Đán, nhu cầu mua sắm tăng đột biến, nhất là hoa, cây cảnh, nên dịch vụ vận chuyển hàng thuê cũng nở rộ. Nhiều người từ các vùng quê cũng tranh thủ lên thành phố chở hàng thuê kiếm tiền. Tại hầu hết các điểm bán hoa, cây cảnh ở hội chợ Hoa Xuân, những người lái xe thồ luôn sẵn sàng phục vụ khách. Họ chia nhau ra từng điểm một để chờ khách mua hoa, cây cảnh. Xong nếu có nhu cầu sẽ vận chuyển ngay. Nhiều người từ các huyện lân cận thành phố lớn tranh thủ thời gian nhàn rỗi để kiếm thêm tiền tiêu Tết. Thời tiết giá lạnh nên việc vận chuyển hoa, cây cảnh cũng rất vất vả. Tuy vất vả nhưng trong những ngày này, nghề vận chuyển cây cảnh, hoa ngày Tết có thể cho thu nhập đến tiền triệu mỗi ngày. Tuy nhiên cũng lắm rủi ro. Người vận chuyển phải cẩn thận, tỉ mỉ, làm sao để không bị ảnh hưởng đến hoa. Nhiều khách hàng do nhà xa, phương tiện vận chuyển không tiện, nên cũng chịu chi thêm một khoản để thuê người đưa cây về nhà. Việc vận chuyển bằng xe máy rất cơ động, nhưng chỉ vận chuyển được những cây nhỏ. Nhiều điểm bán hàng để thu hút người mua còn chuẩn bị sẵn dịch vụ vận chuyển về tận nhà. Tùy vào loại cây, hoa, có thể vận chuyển bằng xe máy hoặc xe tải nhỏ. Ngày thường, thuê một người chỉ khoảng 300 đến 350 ngàn đồng một ngày.
nhưng vào dịp Tết phải tăng lên 500-700 ngàn đồng một người một ngày. Thậm chí có khi chấp nhận bỏ ra tiền triệu mà không thuê được người làm. Vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, dịch vụ chăm sóc thú cưng càng sốt nên giá cao hơn rất nhiều. Giá cho dịch vụ tắm rửa, tỉa lông lên đến 600 ngàn đồng, thậm chí cả tiền triệu. Trông giữ thú cưng dịp Tết những năm gần đây trở thành một dịch vụ rất đắt khách. Người Hà Nội sẵn sàng chi hàng trăm ngàn cho đến hàng triệu đồng để thuê khách sạn 5 sao cho chó, mèo cưng của mình lưu trú. Để đảm bảo việc chăm sóc thú cưng cho những ngày về quê ăn Tết hoặc đi chơi xa, nhiều bạn trẻ và hộ gia đình đã chọn dịch vụ chăm sóc vật nuôi để gửi gắm. Do vậy, dịch vụ chăm sóc thú cưng càng cận Tết càng đắt hàng. Giá gửi chó mèo tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Một khách hàng chia sẻ phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trông hai chú mèo cưng để về quê ăn Tết. Tìm khắp các cửa hàng nhưng hầu như đều hết chỗ hoặc giá quá cao. Cuối cùng, anh cũng tìm được nơi tiếp nhận hai chú mèo cưng của mình với mức giá lên đến 120.000 đồng một con một ngày, cao hơn ngày thường khoảng 20-30.000 đồng. Quản lý một cửa hàng thú cưng trên đường Ngọc Khánh, Hà Nội cho biết giá cả phụ thuộc vào cân nặng con vật và chất lượng phòng, chuồng. Chó mèo càng lớn sẽ càng tốn diện tích ở, chi phí sẽ càng cao hơn. Phòng cho thú cưng có hai loại cơ bản là phòng thường và phòng VIP. Phòng thường có giá dao động từ 100.000 đồng một ngày. Phòng VIP cho chó mèo giá từ 130-500.000 đồng một ngày, tùy theo cân nặng. Ngoài ra tại đây cũng có các dịch vụ riêng như tắm, cắt, cạo lông nếu khách hàng có yêu cầu. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe chung cho thú cưng khác tại quán, hầu hết các thú cưng trước khi được chăm sóc làm đẹp đều phải được kiểm tra, đảm bảo sức khỏe tốt và không mắc bệnh truyền nhiễm. Thú cưng đến gửi phải được tiêm phòng đầy đủ và có sổ sức khỏe đi kèm. Không nhận các bạn cún quá nhỏ. Mỗi phòng khách sạn bình thường tại cơ sở này đều được bố trí một chiếc thảm nằm, một bát uống nước và các vị khách đặc biệt này sẽ được phục vụ 3 bữa ăn, sáng, trưa, tối, mỗi ngày. Ngoài ra, các điều kiện ánh sáng, độ ẩm duy trì ở mức phù hợp để giúp chó mèo cảm thấy thoải mái khi sống tại khách sạn. Không chỉ nhu cầu trông nuôi thú cưng ngày Tết tăng, mà các dịch vụ khác như spa làm đẹp, mua sắm phụ kiện, quần áo mới cho chó mèo cũng tăng gấp 3-4 lần ngày thường. Trong dịp Tết, ngoài các loại quả bày Tết quen thuộc, dưa hấu khắc hình phúc lộc thọ, cầu đối Tết được khá nhiều người lựa chọn. Đây đều là giống dưa an tiêm, quả tròn, vỏ xanh, được trồng ở đồng bằng sông Cửu Long. Để có được những hình khắc độc lạ, ban đầu quả dưa sẽ được các thợ vẽ tạo hình trên đồ họa, sau đó chuyển sang phai khắc và cuối cùng là dùng laser để đốt cháy vỏ dừa. Chủ một cửa hàng cung cấp dịch vụ này cho biết, tùy theo cân nặng, độ phức tạp của hình khắc mà dưa sẽ có giá khác nhau. Trung bình, một quả dưa nặng từ 5 đến 10 kg có giá dao động trong khoảng 200 đến 400.000 đồng một quả, tương đương với giá là 30.000 đồng một kg. Nếu trừ chi phí và tiền thuê thợ, mỗi quả dưa hấu, cửa hàng anh lãi khoảng 30.000 đồng. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, mỗi ngày cơ sở này có thể đưa ra thị trường trên 2 tấn dưa, ước tính khoảng 200 quả. Một chủ cửa hàng khác cho hay, sát Tết, đơn đặt hàng nhiều, cửa hàng anh phải thuê thêm 4 thợ làm liên tục. Để có thể chạm khắc được những hình hoa văn cầu kỳ, trung bình một người thợ phải mất 2-3 giờ mới có thể hoàn thiện. Hiện giá bán dưa hấu khắc ở cửa hàng này vào khoảng 500-700 ngàn đồng một quả. Theo đánh giá của chủ cửa hàng, năm nay giá cả giữ ổn định, song sức tiêu thụ lớn hơn năm ngoái. Tại khu vực đường Nhật Tân mới, một vài cửa hàng đã dựng sạp căn lều bày bán dưa hấu khắc. Tại đây luôn có từ 5-6 thợ làm việc liên tục, khắc hoa văn họa tiết lên vỏ dưa theo yêu cầu của khách hàng. Đẹp, độc đáo và khá ít người có thể làm được nên dưa hấu khắc họa tiết luôn trong tình trạng cháy hàng. Người mua muốn sở hữu cho mình một trái dưa khắc như ý phải xem mẫu mã rồi đặt hàng trước vài ngày. Vì quá đắt hàng, nhiều cơ sở đã từ chối đơn đặt hàng mà chỉ bán những mẫu sẵn có tại cửa hàng. Những ngày giáp Tết, hầu hết các ngành nghề mua bán đều tranh thủ chạy đua với thời gian. Vì thời điểm này, ai cũng muốn sắm cho bản thân và gia đình mình có một cái Tết tươm tất. Tuy nhiên, nghề nghiệp nào dù vất vả thì chỉ cần đồng tiền kiếm ra chân chính đều đáng được tôn trọng. Chúng ta đã trải qua một năm Quý Mão đầy khó khăn. Vì vậy, dịp Tết Giáp Thìn,
rất có thể là cơ hội cho những người biết nắm bắt để chuẩn bị cho một năm mới nhiều hy vọng hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.